Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Đảng trong cuộc sống. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ năm 2024-2029 đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện quan trọng của hệ thống mặt trận thành phố và là ngày hội lớn của nhân dân thủ đô để quyết định những vấn đề quan trọng của Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trên chặng đường mới. Đại hội lần này có sự tham gia của 363 đại biểu. Điểm nhấn của đại hội chính là sự thay đổi trong công tác tổ chức. Thông qua sự kiện quan trọng này, càng khẳng định một lần nữa, đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đến thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống quý báu này được phát huy mạnh mẽ và đem lại những thành tựu vô cùng to lớn, thể hiện trong những thắng lợi cách mạng mang tầm vóc lịch sử và thời đại. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công, mãi mãi là kim chỉ nam cho nhận thức và hành động của Đảng ta và nhân dân ta. Để chào mừng sự kiện diễn ra, đại hội đã tổ chức các chùm hoạt động chào mừng đại hội. Triển lãm ảnh dấu ấn nhiệm kỳ với gần 200 bức ảnh ghi lại những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội thành phố Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2019-2024. Không gian đoàn kết, sáng tạo với 40 gian trưng bày giới thiệu về văn hóa, lịch sử, hình ảnh đặc sắc, sản phẩm đặc trưng của các quận, huyện, thị xã và các tổ chức thành viên. Ra mắt ứng dụng Đại hội 18 với hai giai đoạn. Giai đoạn 1, ứng dụng phần mềm để phục vụ cho công tác quản lý đại biểu, khai thác thông tin, văn kiện liên quan cho các đại biểu. Giai đoạn 2, sổ tay công tác Mặt trận Tổ quốc dùng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện, triển khai, báo cáo các công việc do Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố Hà Nội triển khai với mong muốn ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác mặt trận trong nhiệm kỳ mới, diễn ra từ ngày 21 đến 23 tháng 8. Đại hội lần này có sự tham gia của 363 đại biểu. Điểm nhấn của đại hội chính là sự thay đổi trong công tác tổ chức. Một đại hội rất mới, rất sáng tạo và ấn tượng đã tạo sự thích thú và hào hứng cho các đại biểu khi lần đầu trải nghiệm đi dự đại hội chuyển đổi số. Mỗi đại biểu tham dự còn được trang bị máy tính bảng để truy cập tài liệu, trao đổi ý kiến thông qua ứng dụng đã tích hợp sẵn. Trước khi vào hội trường làm việc, các đại biểu mất chưa đầy một phút điểm danh bằng quét mã QR. Đại hội năm nay của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có một sự đổi mới và sáng tạo, tạo một cái không khí rất là phấn khởi, vui tươi cho các quý vị đại biểu khi tham gia dự đại hội. Đầu tiên là cái việc mà trang bị cho mỗi một đại biểu chính thức một máy áp dụng, trong đó thì được cài đặt những cái tài liệu của đại hội. Khi mà đại biểu được nhận cái máy đó thì sẽ tra cứu được tất cả những cái thông tin. Khi đến đây thì chúng tôi có một cái không khí rất là vui tươi, phấn khởi. Mỗi người khi mà check in bằng cái mã QR này thì sẽ có hình ảnh của mình ở trên màn hình của đại hội. Và chúng tôi ngoài cái việc đi tham dự đại hội thì chúng tôi còn lưu lại được những cái bức ảnh rất là ý nghĩa. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các cái nhiệm vụ của đại biểu, từ việc là điểm danh đến việc là nhận toàn bộ tài liệu qua hệ thống công nghệ thông tin, và đồng thời là cũng tạo thuận lợi cho các đại biểu thực hiện rất là tốt. Toàn bộ tài liệu thì được theo dõi rất là cụ thể trên thông tin của đại hội. Ngoài ra là chúng tôi cũng được cập nhật thường xuyên các cái hoạt động của đại hội cũng như là các cái hoạt động bên lề của đại hội. Việc mà các đại biểu được trang bị iPad thì ngoài việc thuận tiện cho việc tra cứu tài liệu cũng như chương trình đại hội thì chúng ta còn được tìm hiểu đến tất cả các đại biểu đi dự. Thay vì tập trung tại hội trường để thảo luận, nét mới của kỳ đại hội này khi lần đầu tiên 363 đại biểu được chia về 5 diễn đàn tại 5 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Tây Hồ và Bắc Từ Liêm. Xoay quanh các chủ đề ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt định hướng tình hình dư luận nhân dân, tạo sự đồng thuận, khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển thủ đô. Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của tổ chức thành viên, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân,
góp phần củng cố niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. Điều này đã tăng cơ hội để các đại biểu đóng góp ý kiến vào mỗi chủ đề thảo luận. Kết quả được thể hiện qua việc ban tổ chức đã ghi nhận gần 100 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Nhờ đổi mới phương thức thảo luận, qua mỗi diễn đàn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đại biểu, góp phần phát huy trí tuệ, tinh thần của đại hội. Đây là cái mục tiêu mà Thường trực Mặt trận Tổ quốc thành phố đặt ra với đại hội là làm thực chất, không hình thức. Tức là nếu hình thức thì chúng ta cứ trên là hội trường thôi, mấy người đọc lên tham luận rồi cuối cùng là có người nghe, người không nghe. Nhưng mà đây là đi vào rất sâu năm cái nội dung mà mặt trận đang cần, năm cái nội dung mà cán bộ mặt trận các cấp nào cũng cần, năm cái nội dung mà cán bộ lãnh đạo quản lý của thành phố và trung ương đều phải cần nghe. Cho nên các ông chí đã đi trẻ ra chia sâu như vậy, và như thế mọi người được nghe, mọi người được nói thì cái này nó sẽ hiệu quả hơn nhiều là chúng ta cứ lên cái diễn đàn micro ở hội trường Cung Văn Hóa đọc xong ở dưới có người nghe không biết. Cho nên cái chuyện là cho đây cũng là một cái hình thức đổi mới về mặt phương thức, mà phương thức có hiệu quả và thực chất. Một cái điểm rất đổi mới sáng tạo nữa đó là đại hội đã tổ chức được 5 diễn đàn gắn với 5 cái chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc, và quận Hoàn Kiếm cũng rất vinh dự là đơn vị được đăng cai tổ chức một diễn đàn. Và tại các diễn đàn thì mỗi một đại biểu sẽ được tham gia đóng góp vào văn kiện cũng như là chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029. Cùng với đó thì mỗi một đơn vị được giới thiệu một cái mô hình hoạt động sáng tạo gắn với đặc thù của từng quận, từng đơn vị. Và bản thân tôi cũng rất vinh dự được Đại hội Hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029. Tôi sẽ cùng với các chủ tịch Mặt trận Tổ quốc của các quận huyện trên địa bàn thành phố cũng như là các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu nghị quyết và các cái chương trình hành động để cụ thể hóa nội dung gắn với từng đơn vị. Thêm một điểm quan trọng tại sự kiện lần này, khi số lượng ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa 18 là 145 vị, tăng 13 vị, tương ứng 9,85% so với đầu nhiệm kỳ trước. Về cơ cấu thành phần, đại diện các tổ chức thành viên là 51 vị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã 30 vị, cá nhân tiêu biểu 46 vị, cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội 18 vị. Việc mở rộng cơ cấu và tăng tỷ lệ đại diện tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu vào cơ cấu Mặt trận Tổ quốc thành phố càng làm nâng cao vị thế, vai trò, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo và năng lực trí tuệ của các tầng lớp nhân dân. Để mặt trận thực sự là tiếng nói của nhân dân, công tác nhân sự khóa mới phải đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, chú trọng tính đại diện, tính tiêu biểu, thể hiện rõ việc mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lần thứ 18 này diễn ra trong bối cảnh mà đất nước ta và đặc biệt là thủ đô chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng và rất nhiều những ngày lễ đặc biệt quan trọng của thủ đô, và đặc biệt hơn nữa là chúng ta lại chuẩn bị bước vào một cái kỳ đại hội đảng thực hiện nốt các cái mục tiêu mà đại hội đảng đã đề ra. Thế cho nên là đại hội lần này nó có một cái không khí rộn ràng, không phải là chỉ trong vòng cái hội trường này đâu, mà tốt từ làng quê đến là các cái đường làng ngõ xóm cho đến các cái phố phường của thủ đô đều rất là đặc biệt, người dân rất là hào hứng phấn khởi để theo dõi cái đại hội 18 của chúng ta. Cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc là từ bây giờ cho đến hơn lúc nào hết thì tôi nghĩ là nó rất là quan trọng trong cái đời sống chính trị văn hóa của chúng ta, và với cái thể chế xã hội của chúng ta thì ngày càng Mặt trận Tổ quốc ngày càng khẳng định được cái vai trò, vị thế càng ngày càng được quan trọng và nhân dân càng hưởng ứng nhiều hơn những cái phong trào của mặt trận để xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Sự thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần này là tiền đề quan trọng, khẳng định vị thế, vai trò của mặt trận các cấp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2029. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các cấp mặt trận thủ đô đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, lập thành tích chào mừng đại hội, hướng về đại hội thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân, tạo được dấu ấn và lan tỏa trong xã hội. Trên đường chúng tôi đi xuống từ Ba Vì đến thủ đô Hà Nội cũng rất là xa, và dọc đường tôi nhìn thấy là không khí ở các cái tuyến đường thì rất là trang hoàng, cờ hoa thì băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền vào đại hội. Và đối với Ba Vì cũng vậy, cũng như các cái huyện bạn cũng là trang trí rất là
có thể nói rất là hoành tráng. Và khi đến đại hội của Mặt trận thành phố thì chúng tôi lại càng thấy rộng ràng hơn. Và chúng tôi mong rằng là đại hội Mặt trận thành phố lần thứ 18 nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ thành công tốt đẹp. Và chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, đại hội sẽ có nhiều chương trình hành động thiết thực hơn nữa, đặc biệt là quan tâm hơn nữa đến đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Ba Vì nói riêng và của thủ đô Hà Nội nói chung. Phát biểu tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, đây là dấu mốc mới tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại. Nêu rõ 4 nhóm kết quả nổi bật, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận đã góp phần quan trọng phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nhất là vai trò giám sát của mặt trận trong việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, giám sát và nhận xét đối với đảng viên nơi cư trú. Qua đó giúp cấp ủy đánh giá, xếp loại đảng viên và là cơ sở trong việc bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ theo quy định của Đảng. Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện tốt vai trò là một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội trong tình hình mới, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan tổ chức với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội các cấp, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân thủ đô. Với truyền thống vẻ vang và những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thủ đô mong muốn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ là dấu mốc mới tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực trí tuệ của các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại. Thành công của đại hội là niềm vui chung của các tầng lớp nhân dân thủ đô. Đó cũng là dấu mốc quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố bước vào giai đoạn mới trên cơ sở mục tiêu chương trình hành động đã được đại hội thông qua, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ. Từ tinh thần của chủ đề đại hội đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát huy cao độ lòng yêu nước, niềm tự hào về thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình. Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thành phố đến cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động, cứu trợ, được nhân dân đồng tình, ghi nhận, đánh giá cao. Thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, thì lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bằng những việc làm và công trình cụ thể, thiết thực, hướng tới một mục tiêu chung là xây dựng thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Và trước mắt thì chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền vận động nhân dân để tham gia thực hiện thật tốt phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô cũng như những cái ngày lễ lớn của đất nước và của dân tộc và những cái nhiệm vụ quan trọng mà nghị quyết đại hội đã thông qua thì sẽ là kim chỉ nam, là nguyên tắc hoạt động. Vì vậy mà mỗi cán bộ mặt trận sẽ phải thực hiện đầy đủ cái tinh thần của đại hội là đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, sáng tạo và phát triển. Nhiệm kỳ mới mở ra hy vọng mới cho hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tinh thần đoàn kết theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là ngọn đèn soi đường chỉ lối để Mặt trận Tổ quốc huy động sức mạnh toàn dân, đóng góp quan trọng và xứng đáng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển của thủ đô và đất nước. Chương trình Đảng trong cuộc sống đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.